Thưa cho con hỏi, con nghe giảng kinh Pháp Cú kệ từ 60 đến 72, sư có nhắc đến việc không nên cản phước của người khác. Nếu trong trường hợp ngoài đời của chúng con, người khác cho con của mình đồ đạc hoặc tiền mà mình chối không nhận hoặc bảo con không nhận, thì có bị ghép vào tội cản phước này không thưa sư? Vì thực tế nếu trẻ bé thì không biết được giá trị món đồ hoặc ý nghĩa của món đồ đó, hoặc con cũng thấy một số gia đình từ chối nhận họ, nói lý do là để không tạo thói quen cho con cầm đồ, lấy đồ của người khác hoặc thói quen đòi hỏi. Xin tri ân sư. Quý vị sợ con cái nó có thói quen cầm đồ, nó không có xác nhận được cái giá trị của tài sản, là bởi vì quý vị không tập cho con một cái thói quen mà sau này về già quý vị nhờ. Đó là gì? Cái lòng biết ơn. Cái này là cái quan trọng nhất, sư nói thiệt. Nếu như mà sư hỏi bây giờ dạy con nít cái gì quan trọng nhất, thì sư nói là dạy cái lòng biết ơn là quan trọng nhất. Hễ người ta cho mình cái gì là mình phải biết ơn. Mà hễ mình đã biết ơn là mình phải trân trọng. Xin nói nó kỳ nha. Mà cái món quà mà Phật tử họ tặng cho sư, sư chưa mở nó ra để sư coi cái gì ở trong đó, mà chắc chắn không có kinh Phật, chắc chắn không có tượng Phật, chắc chắn không có những cái gọi là đáng kính trọng. Cho nên đó đôi khi sư để ở chỗ thấp. Nhưng mà ngay cả trường hợp như thế sư cũng không bước qua. Đi, mặc dù đi gấp, sư vẫn cố, sư đi được, sư né, sư đi vòng, chứ sư không bước qua. Tại sao? Bởi vì đó là cái ơn. Mình có lòng biết ơn, mình có lòng kính trọng người khác, thì tự nhiên đồ đạc người ta cho mình là mình có sự quý trọng. Lớn nhỏ không cần biết. Đồ đó giá trị hay không giá trị không cần biết. Rồi con nít bây giờ nó có cái tật, sư không chắc là cái tật đó có phải do cha mẹ nó dạy hay không. Đó là cái gì? Người ta cho bao lì xì mở ra coi. Rồi lúc đó bắt đầu có cái vụ là chê chê ít chê nhiều. Tại sao mà quý vị nói không có cho con nhận đồ vậy thôi, Tết đừng có cho nó nhận lì xì. Phải nói Tết con nít tới nhà mà mẹ nó không cho nó nhận lì xì là mừng hết lớn luôn, nói thiệt gia chủ mừng lắm. Là coi như là đi, cứ đi tất cả mọi nhà là đều hoan nghênh, chỉ cần đi tới là mẹ nó nói à không, con là không có nên nhận đồ, không nên nhận quà. Thành ra quý vị thấy gì không? Mình sống hai mặt. Nói thì giận chứ mình sống hai mặt. Tức là những cái món đồ mình thấy nó không giá trị mấy thì thôi mình không nhận. Nhưng mà mấy cái bao lì xì mà mình nhắm tiền thôi thì cũng hơi nhiều á, là mình nhận hết rồi. Thì mình phải coi là cái cách sống của mình. Cái cách sống của mình là cái cách mình dạy những cái đứa nhỏ. Cái mình nói với nó thì nó nghe chỉ một phần thôi, nhưng cái mình làm nó nhìn á là nó học tới 9 phần. Cho nên á, cái chuyện mình cần làm là gì? Mình phải rèn luyện chính bản thân mình, lòng tri ân. Rồi từ đó mình thông qua cái thân giáo, mình dạy cho đứa nhỏ biết là cái lòng tri ân. Rồi từ đó người ta cho mình dù chỉ một cái tâm, mình cũng biết ơn người ta. Cho nên là không, mình không có, lúc đó mình không cần phải lo cái vụ mà cản phước hay không cản phước. Còn cái chuyện mà quý vị sợ con nít mà có đồ, nó nhận cái đồ lạ, đồ tầm bậy á, thì sư biết bây giờ người ta ác cũng nhiều lắm. Thì nó như vậy nè, đơn giản thôi mà. Chừng nào có mặt ba má thì hoặc có mặt người lớn ở nhà đó thì con có thể nhận. Còn khi nào mà không có mặt á, thì nói dạ ba mẹ không cho con nhận đồ mà không có mặt cho ba mẹ, cho nên là con không nhận. Đơn giản thế thôi nha.
Cho nên là cái vụ mà cản phước á, thì đúng là quý vị có cản. Tại phước lẽ ra nó phát sanh cho con của mình mà mình đi mình cản. Rồi phước lẽ ra phát sanh cho người cho mà mình cũng đi mình cản. Thì rõ ràng đó là cản phước. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Xin lỗi. Dạ, dạ kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Khi mà nói về gọi là mình định nghĩa đi ha, đúng hơn định nghĩa, gọi là thế nào gọi là cản phước á, thì mình phải hiểu như vậy. Nếu mà nói cản phước á, đã khi mà nói là phước thì vị phải dựa trên nền tảng thiện, phải dựa trên nền tảng thiện nha. Bây giờ sư đưa cho hai quý vị hai cái ví dụ như vậy để mình nghĩ, mình tự mình trả lời á, là cái trường hợp nào mà gọi là cản phước không cản phước. Thí dụ mình có một người bạn, thì cái người bạn đó mới đi mua mấy chai cái rượu tây á, đến nói là cúng dường mấy ông sư, cho mấy ông sư uống, thì mình mới cản lại. Mình nói thôi này không được đâu, này sao mấy sư đâu có dùng, cái này là bố thí, cái này là sai pháp, cái này bố thí là sai lời Phật dạy đó. Quý vị làm cái đó, nhưng mà chưa nói rõ nghe cái trạng thái vị nói ra nghe, với cái tâm quý vị sự hiểu biết Phật pháp, đối với tâm thiện là mình mong muốn là cái người này nè, đừng có đem đến cúng dường. Thứ nhất cúng dường không hợp thời, cúng dường không có hợp thời, không có đúng, mà quý sư cũng không có nhận nữa đó, trả đời lít gì chứ không. Mà lỡ thì nói dụ nghe, cái lỡ mà nghe công cái ông sư nằm hơi quậy nữa, rồi uống rượu say xỉn đó, kiểu này nữa đó, rồi ảnh hưởng đến bản thân ông đó, ảnh hưởng đến tai tiếng của tăng đoàn, mình cản như vậy, theo quý vị là trường hợp này nè có gọi là cản phước không, hay là đang làm việc thiện? Đó là trường hợp A nha, trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp thứ hai là sư ví dụ là mình cũng có một người bạn luôn, thì người đó nói là cái chùa nói là như vậy, hôm nay đến cúng dường chùa đó, tại thấy chùa đó nghèo quá, và có nuôi mấy chú sa, có nuôi mấy chú giới tử, rồi thêm mấy sư sa di nhỏ nữa đó, cho nên là đến để cúng dường điện nước rồi tứ vật dụng các kiểu thuốc men rồi đó. Thì mình á, thì bản thân mình nè, mình là mình không có biết rõ chùa đó, mình nghe cái thông tin phong phanh là cái chùa, nghe người khác, một người khác nói xấu, ngoại đạo nói xấu về chùa đó, thì mình nói là ô thì bữa kia tôi nghe bà 8 bà 7 gì đó nói cái chùa đó mấy ông đó không tu tập, nhưng đó mấy ông đó ăn rồi xong rồi chơi không mà thôi đứng lại cúng. Thì cái trường hợp này nè, thì quý vị á, mình nói với tâm sân nha, thì theo quý vị trường hợp này thì gọi là cản phước hay không gọi cản phước? Đó, qua hai trường hợp đó quý vị tự cho mình cái câu trả lời. Nhưng mà khi mà nói vấn đề cản phước không á, cái là khi mà nhận á, vấn đề cho nhận á, cản phước không á, làm sư nhớ được một câu chuyện là trong Tương Ưng liên quan đến ông Bà La Môn Phà Rá Đò Chá. Thì cái ông thì không biết sư nhớ có sai không, thì hôm đó là Đức Phật đi khất thực hay sao đó, hay là Đức Phật ở hương thất gì đó, thì cái ông này là lại ông chửi, nghĩa là ông gặp mặt Đức Phật là ông chửi, ôi thôi ông mạ lị ngài, ông chửi những cái từ thô tục không thể nào diễn tả được. Thì Đức Phật ngài vững, nhưng ngài không có trả lời, ngài im lặng như đó. Thì ông mới bực, ông mới nói là này Sa Môn Cầu Đàm, sao ta chửi ông á, ông im lặng, ông không có phản ứng như vậy hả, sao tại sao ông không nói vậy? Thì Đức Phật ngài mới nói này Bà La Môn Phà Rá Đò Chá, ông nghĩ như thế nào khi mà nhà ông á đãi tiệc rồi ông mời khách mời đến không, rồi ông cho họ ăn uống no say, rồi ông tặng quà đến cho họ, nhưng mà họ không có nhận quà, thì cái phần quà đó đó là thuộc về ai? Thì ông đó nói thì họ không nhận thì phần quà thuộc về tôi thôi, về tôi không, tại vì tôi tiếp đãi họ cũng no say rồi, mà nếu mà họ không nhận quà nữa thì thuộc ra được cho tôi. Thì Đức Thế Tôn ngài nói như vậy, ngài nói là thì ngươi nghĩ như thế nào khi mà ngươi chửi mắng Như Lai, người bà lì Như Lai vậy, mà Như Lai không có nhận thì cái phần đó thuộc về ai đó, quý vị hiểu không ạ? Đó, cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này, sư đưa ra hai cái ví dụ cộng thêm cái phần mà cho nhận đó để quý vị hiểu là thế nào là khái niệm gọi là cản phước không, và thế nào là cái việc cho nhận nó đúng không. Thật sự
Đức Hạnh Tại nói là sư nói một cái điều mà sư rất là đồng ý là sao? Là ở đây á, là quý vị cứ nói là đứa trẻ sợ đứa trẻ thế này, sợ đứa trẻ thế nọ, sợ đứa trẻ nó hư thế này nọ, nhưng mà quan trọng nhất cái nền tảng thưa quý vị, một đứa trẻ nó là một mảnh giấy, một tờ giấy trắng. Nếu mà mình là cha mẹ nó, mình có trách nhiệm với nó, mình dạy dỗ giáo dục, mình đào tạo nó trong một cái môi trường đạo đức tốt, là một cái con người mình dạy nó về đạo đức, rồi mình đưa nó vô những cái trường lớp nó mình dạy nó hàng ngày, nguyên quan trọng nhất giáo dục gia đình, đúng không? Mình dạy nó biết biết đâu là nhân lễ nghĩa tri tín, thì nó sẽ tự động nó biết cái nào nên lấy, cái nào không nên lấy, đúng không? Và cái nào mà lấy mà nên biết ơn và tri ân người đó, và nên xài một đó một cách tiết kiệm, một cách đúng đắn, một cách tiết độ, đúng không? Nó sẽ tự biết thưa quý vị. Còn nếu mà cái nền tảng gia đình của mình đó, mình không có dạy nó kỹ càng đó, đó rồi mình cứ ngày lo, mình sợ, mình lo này mình sợ kia à, mình lo nó nhận nhiều quá nó hư rồi này, thế này thế kia, thì phần chính nha, tôi nói phần chính nha, vẫn là do giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình là có thể là cha mẹ anh chị em ông bà là chính, đúng không? Và cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi ở đây. Ta qua câu hỏi tiếp theo.